Để phát triển các sản phẩm ô cốp, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho các chủ thể ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước khẳng định thương hiệu. Đến nay, huyện Nông Cống có 20 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chí ô cốp cấp tỉnh. Huyện tiếp tục hỗ trợ các chủ thể đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ô cốp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong truyền thông về chương trình ô cốp, tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm ô cốp, huyện Nông Cống phấn đấu trong năm 2024 sẽ có thêm 3 sản phẩm đạt ô cốp được xếp hạng 3 sao trở lên.